Vân Lan cùng Thúy xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Phiên tối nay là phiên ngày mùng 2 tháng 10 năm 2019. Em sẽ giới thiệu một số cái mã hàng bên em hiện đang có nhé. Phi điệp hàng bóc và một số loại trâu này. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0817 892 229 hoặc 0981 550 768. Địa chỉ Vườn Lan bên em là đối diện số nhà 1010, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Đây. Và các bác lưu ý giúp em là đối với tất cả các đơn hàng em đều không bao ship cả nhà nhé. Đây, sau đây thì em sẽ đi vào báo giá cái mã hàng đầu tiên. Cái mã hàng đầu tiên đó là phi điệp bóc nhá các bác nhá. Đây, em có tất cả là 15 mã phi điệp này. Hàng xanh sạch nhá, 100% thân tơ cả nhà nhá. Em sẽ đi vào báo giá chi tiết từng mã một. Cái mã số 1 của em, em có 5 dề nhá. Mã số 1 em có 5 dề này, em bán với giá 550k 5 dề. Bé đã lấy cháu cái mặt hoa xinh đẹp này. Ba dề. Xin lỗi các bác nhá, mã số 1 em có 3 dề nhá. Em nhìn nhầm đấy, 3 dề này. 550k. Đây này, hàng thân mập này. Hàng thân mập cả nhà nhá. Đây này, đây cái mặt hoa nhá, mặt hoa bói này. Đấy, nhìn này, bông của nó này, mặt bông của nó này, cực kỳ đẹp luôn nhá. Quay sát của hoa cho mọi người xem nhá. Mặt bông của phi điệp nhá. Phi điệp tím này, hàng xanh sạch nhá, 100% thân tơ của nhà em nhá. Đây nó là mặt hoa bói cả nhà nhá. Đây cái mã số 1 này của em có 3 dề, em bán với giá 550 này. Thân mập nhá. Đây mọi người nhìn này, thân mập này. Thân tím ngắt luôn, 550k cho mã số 1 này. Một dề của nó có rất là nhiều thân đấy ạ. Tiếp theo xem mã số 2, mã số 2 là mã 5 dề nhá. 500k. 500k này. Mã số 2 này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 dề. Mã số 2 của tất cả 5 dề em bán với giá 500k nhá. Bao đẹp. Bao đẹp cho cả nhà mình này. Mặt hoa thực tế luôn nhá. Đây nó là mặt hoa bói các bác nhá. Rồi. Mã số 3 nhá, mã số 3 là mã 5 dề. Đây mọi người nhìn này, thân này. Ôi. Béo ngậy luôn nhá. Thân mập chưa? 3 dề nhá, mã số 3 này em có 3 dề này. 2 này. 3 dề. Em bán với giá 500k. Hàng thân mập này, mọi người nhìn này. Thích chưa? Ôi, béo ngậy luôn. Mã số 3 3 dề 500. Tiếp theo xem mã số 4 ạ. Mã số 4 3 dề 500k. Đây. Mã số 4 này, 3 dề 500k nhá. 1 này. Đây nó cũng là hàng thân mập đây này các bác này. 1 này. 2 này. 3. 500k cho mã số 4 này, 3 dề. Xem mã số 5. Mã số 5 của em 5 dề 600k. Tất toàn cho mọi người xem cái mặt hoa này. 5 dề nhá các bác nhá. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 5 dề 600. Mã số 5 5 dề 600k nhá. Đấy. Sang mã số 6 3 dề 550. 1 này. 2 này. 3 dề này. 550k cho mã số 6. Sang mã số 7. 5 dề 500. Một này.
2 này, 3 này, 4 này, 5 giờ 500k nhá. Tính ra trung bình có 100k một giờ thôi. Mà một giờ của nó rất là nhiều thân này các bạn này. Đây này. Đấy. Em sang mã số 8 này. Mã số 8 của em 3 giờ 500. Đây, 3 giờ này là 3 giờ mập nhá, thân mập này, đây các bạn nhìn này. Thân mập này. 2 này. 3 này. Đây mọi người nhìn này. Thân mập này. 500k. Mã số 8 này. Em xem mã số 9 nhá. Mã số 9 của em 3 giày 500. Một này. Hai này. Ba giày nhá. 500k. Tắt chuông đi rồi thì nghe làm sao. Mã số 10, 3 giày 500 này. Đây này. Cái mã này thì hầu như là toàn thân đơn nhá các nhá, nhưng mà lại thân rất là mập và dài này. Đây mọi người nhìn này. 500k cho cái mã này. 500k cho mã số 10 nhá. Em quay mã 11 ạ. 3 giày 500 này. 1 này. 2 này. 3 giày, ông lấy rổ gì? 3 giày 500k. Đây. Mã 11 3 giày 500 này. Tiếp đến mã 12. 3 giày 550 nhá. Ba cái dề này thân cực kỳ dài và mập. Thân dài mập nhá các bác nhá. Đây này. Một này. Đây các bác nhìn thân này. Mập chưa? Hai này. Ba dề 550 cho mã 12. Tiếp theo sang mã 13. Ba dề 750 nhá. Ba dề này, ba dề to nhá các bác nhá. Đây này. To khủng luôn. Ba dề to khủng luôn này. Một này. Hai này. Đấy thân này, mọi người nhìn thân này. Mà cú nù luôn nhá. Hai này. Ba dề em bán với giá là 750k cho mã 14 nhá. À mã 13 ạ. Xin lỗi mọi người, mã 13 em bán 750k. Tiếp theo bây giờ mới sang mã 14 này. Mã 14 là mã 5 giày 500. 5 giày 500k này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 giày 500k. Mã 14 5 giày. Sang mã 15. Mã cuối cùng này. 3 giày 450 nhá. 3 giày này 450k này. 1 này. 2 này. 3 giày 450k cho mã số 15. Phi đẹp hàng bóc này. Ôi. Quá là đẹp luôn nhá. Xanh sạch này. Tiếp theo nhá, em sẽ sang cái hàng châu chậu của nhà em nhá, cái hàng thuần này. Hàng chậu thuần của nhà em. Hôm nay em có hoa sổ số này, hoa vàng này. Đây. Giới thiệu đến các bác cái hàng hoa vàng đầu tiên nhá. Châu hoa vàng này. Châu Thái hoa vàng nhá cả nhà nhá. Một chậu như thế này này. Một chậu hoa vàng này em bán với giá là 350k nhá. Trung bình một cây như này thì nó dao động từ 4 cặp rưỡi đến 5 cặp lá. Thi thoảng có một vài cây nó có 5 cặp lá rưỡi nhá. Đây. 350 300k chứ, 300k một chậu này. Châu hoa vàng nhá cả nhà nhá. Đây mọi người nhìn cái đầu rễ này. Rễ nó đang bắt đầu phát triển rồi đây này. 300k cho một chậu châu hoa vàng như thế này. Và thời gian ra hoa của nó sẽ dao động từ tháng 11 đến tháng 2 âm lịch này.
300k là cái giá chưa bao gồm phí vận chuyển nhá cả nhà nhá. Và đây các bác lưu ý giúp em là cái hàng hoa, hàng cây này, cái mặt hàng này nó không có lá mít, chỉ có lá kiếm nhá, chỉ có lá kiếm cứng cáp như thế này thôi này. Ở video em đã nói rõ rồi nhá, tránh trường hợp những các bác mà nhận hàng lại kêu là tôi đặt lá mít nhá. Đây, cái mặt hàng này em không có lá mít này, chỉ có lá kiếm như này nhá. Đây là châu hoa vàng này, giá của nó là 300k cho một chậu. Tiếp theo sang cái mặt hàng tiếp theo nhá. Đây, cái hàng châu ôm gỗ của nhà em này vẫn giữ nguyên giá cũ nhá, 190k cho một bảng nhá, hai cây. Trung bình một cây của nó cũng sẽ dao động từ 2,5 cặp lá đến 3,5 cặp lá nhá. Nghĩa là tương đương với khoảng 5 đến 7 cái lá nhá. Châu Thái hoa màu số này, và mặt hàng này cũng đảm bảo cuối năm sẽ cho hoa các bác nhá. 190k cho một bảng ôm gỗ hai cây đây. Hàng bao đẹp nhá cả nhà nhá. Đấy, quá là đẹp luôn này. Đây nhá, đây sang cái hàng đó. Chậu cây đơn nhá, chậu cây đơn này. Mọi người nhìn cây to không? Bắt mắt không? To như này mà chỉ có 250k cho một chậu thôi nhá các bác nhá. Này, cây cực kỳ to luôn mà có 250k thôi, quá là rẻ nhá các bác nhá. Quá là rẻ này. Đây nó là hàng hoa xổ số này. Trung bình một cây của nó thì có khoảng tầm 6 cặp lá cả nhà nhá. Thi thoảng thì có một vài cây có 7 cặp lá này. Đây nhá. Cái số lượng cây có 7 cặp lá thì không nhiều đâu ạ. Chỉ có một vài cây thôi nên là em sẽ để ưu tiên cho những bác nào lấy số lượng từ 5 đến 10 cây nhá. Đấy. Còn trung bình một cây của nó này có 6 cặp lá cũng là cực kỳ to rồi nhá. Mà có giá mà có 250k cho một cây thôi. Quá là rẻ nhá, cái giá quá là rẻ này. Trời ơi, 250 một cây nhá. Mặt hàng này cũng không có lá mít, chỉ có lá kiếm như thế này thôi này. Nhưng mà mọi người yên tâm nhá, đảm bảo là cây cứng cáp này, đẹp long lanh nhá. Đảm bảo là cuối năm sẽ cho hoa, và thời gian ra hoa của nó sẽ dao động từ tháng 11 đến tháng 2 âm lịch cả nhà mình nhá. Đấy, trời ơi, quá là đẹp luôn, xuất sắc luôn nhá. Sẽ giới thiệu sơ qua cái mặt hàng mới của nhà em nữa nhá. Năm cánh trắng lưỡi hồng này. Đây mọi người nhá, năm cánh trắng lưỡi hồng nhá. Mặt hàng mới xuất hiện này. Mới xuất hiện tại vườn nhà em nhá, năm cánh trắng lưỡi hồng. Một cây như này em bán với giá là 250 nhá. 250k cho một cây. Và nó cũng sẽ ra hoa vào khoảng cuối năm từ tháng 11 đến tháng 2 âm lịch. Là mặt hàng lá kiếm. Đấy. 250k nhá. Châu trắng lưỡi hồng này. Đây là cái mặt hàng mới tinh nhá. Còn đây là Vanda này. Vanda hàng đang nụ nhá. Em bán với giá là 160k cho một cây Vanda hàng đang nụ như thế này. Đây. 160 một cây Vanda hàng đang nụ nhá. Và một cái cây này thì chiều dài trung bình của nó thì rơi vào khoảng tầm 25 đến 30 cm thôi nhá các bác nhá, khoảng tầm 25 đến 30 cm thôi này. Một cây đấy ạ. Vanda hàng đang nụ của nhà em nhá, em bán với giá là 160k cho một cây. Và đối với cái mặt hàng này thì em ship từ 2 cây trở lên nhá. Hoặc là mọi người cũng có thể là mua ghép đơn, một cây châu ghép với một cây Vanda nhá. Chứ còn em không ship một cây Vanda không đâu ạ. Vì là cái phí ship về nhà nó cao, mọi người kêu là đắt nhá. Vanda này đều tăm tắp nhá, quá là đẹp luôn. Đấy. Trên đây là một số cái mặt hàng mà em giới thiệu đến các bác nhá. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0817 892 229, hoặc 0981 550 768 để đặt hàng ạ. Sau đây thì em xin phép dừng video. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhà em. Em chào mọi người ạ.